này thấp xuống tí, coi như thấy mấy rồi. Trên tay vòi nước đã năng 80 độ này. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tiên là mình mở ra. Để cục ra, đọc lại. Bấm vào đây. Rồi lấy đầu đồ ống bơm. Các bạn. Rồi lấy cái thun. Dài quá bố. Không biết rồi nữa. Không buộc. Lấy con dao đi con. Lấy con dao cắt đoạn đi. Mở voi ra. Lấy chế độ 1. Đó, bố xoay đi. Đó, xoay tròn chế độ nửa, xoay nhẹ. Thành nửa xoay lên to. Đó. Con thịt để phun xương này bằng ngược lại. Vừa chứ không? Vừa không? Cái gì không biết xa này. Ô, được. Nên bắn cái chặt. Còn cậu bí á mà.